Trong kính Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục Du Xe, quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em. Như vừa được nói qua, Đức cha An Tôn Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã sẵn lòng đáp lời mời của Đức Tổng Du Xe, Giám quản Giáo phận Thanh Hóa để nhận giảng lễ và đã chuẩn bị bài giảng cho thánh lễ tấn phong Đức Tân Giám mục Thanh Hóa hôm nay. Nhưng vì cảm sốt nặng nên giờ chót không thể đến được như mong ước. Ngài đã phải cáo lỗi Đức Tổng Du Xe và đã gửi bài giảng chuẩn bị sẵn để trình Đức Tổng. Đức Tổng Du Xe lại chỉ định tôi cứ theo đó mà đọc. Vậy kính xin quý công đoàn thương cầu nguyện cho Đức cha An Tôn và xin vui nhận những chia sẻ Ngài đã chuẩn bị sẵn đây. Kính thưa cộng đoàn, cách đây 8 tháng, ngày 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cùng với mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thanh Hóa cử hành thánh lễ cao điểm năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận với chủ đề Duc in Altum, hãy ra chỗ nước sâu. Trước đó, trong dịp khai mạc năm thánh, Đức Tổng Giám mục Du Xe trong vai trò giám quản giáo phận Thanh Hóa đã chia sẻ chủ đề của năm thánh là hãy ra chỗ nước sâu. Theo lệnh Chúa Giêsu trong Tin Mừng, chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt đến sứ mệnh truyền giáo, sẽ hăng hái lên đường rao giảng Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa biết Ngài. Đức Giám mục tân cử Giuse muốn tiếp nối định hướng mục vụ của vị tiền nhiệm và của cả giáo phận Thanh Hóa đã chọn khẩu hiệu hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Khẩu hiệu đó trích từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca 5 từ câu 1 mà chúng ta vừa nghe. Đoạn Tin Mừng nhắc nhớ bối cảnh Đức Giêsu gọi ông Simon làm tông đồ. Thánh Luca thuật rằng một hôm Đức Giêsu xuống thuyền của ông Simon và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Chắc hẳn ông Simon rất tự hào vì được Đức Giêsu mượn thuyền của mình mà giảng dạy dân chúng. Giảng xong thì người bảo ông, hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được con nào. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Có lẽ lúc đó ông Simon nghĩ rằng ông Giêsu này làm nghề thợ mộc, biết gì chuyện chài lưới mà lại bảo ra chỗ nước sâu. Đánh cá chuyên nghiệp đây mà suốt đêm chẳng bắt được con nào. Nhưng mà thôi, thì nể ông, tôi cứ làm như ông nói. Nhưng ông sẽ thấy rằng ông không giỏi hơn tôi đâu. Thánh Thu Luca thuật tiếp, họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Thấy thế, ông Simon sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Như thế, sau mẻ cá lạ, ông Simon đã nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu và đồng thời nhận ra sự hèn yếu, tội lỗi, bất xứng của mình. Chính lúc đó, Chúa Giêsu đã chọn ông. Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngài. Sau này trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô đã khẳng định rằng vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường, vậy
Anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định. Khi đến thời được cất nhắc làm đấng kế vị các tông đồ, có lẽ Đức Tân Giám Mục Giuse muốn thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy Giêsu, vâng lời Thầy, con xin thả lưới, xin ban cho con ơn biết tín thác vào quyền năng của Chúa. Về việc ra chỗ nước sâu, bài giảng lễ khai mạc năm thánh đã quảng diễn rằng: Cứ đi ra và tung lưới, với tàu lớn, thuyền nhỏ hay thúng mủng gì cũng được, hoặc ít lứa là thả câu, chắc chắn thế nào cũng được một cái gì đó đem về, cá to, cá bé hay ít là con tôm, con tép. Ngược lại, nếu cứ yên thân ngồi ở nhà thì chắc chắn sẽ không có gì. Thật vậy, đi ra chỗ nước sâu là đi đến những vùng ngoại vi, đến với những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề xã hội, đến với những người sống trong những hoàn cảnh đau thương, tâm hồn cũng như thể xác. Ra chỗ nước sâu là mạo hiểm, là đương đầu với sóng gió biển cả, là dấn thân vào những môi trường khó khăn, những công việc vất vả. Sau nhiều năm vất vả, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố quyết định từ nhiệm mà Ngài gọi là một chọn lựa đau đớn, khiến tôi nhớ đến lời của một vị bề trên mãn nhiệm: nhiệm vụ của bề trên là một thập giá, nhưng đôi khi điều khó khăn nhất không phải là bước lên thập giá mà là xuống khỏi thập giá. Tuy nhiên, khi đã xuống khỏi thập giá, khi rời khỏi nhiệm vụ rồi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhìn lại 8 năm thi hành sứ vụ Phêrô của mình, đã tâm sự trước khoảng 100.000 người tại quảng trường Thánh Phêrô, đã ý nói lên hai điều. Một là Ngài thấy mình như Thánh Phêrô và các tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilee. Chúa đã cho biết bao ngày nắng đẹp, gió nhẹ, những ngày đánh được nhiều cá. Nhưng cũng có những lúc biển động, gió ngược, khi đó Chúa dường như cứ ngủ. Tuy nhiên, Ngài luôn ý thức rằng trong con thuyền này vẫn có Chúa, và con thuyền hội thánh không phải của Ngài, nhưng là của Chúa, và Chúa không để nó chìm mất. Hai là Ngài xác tín rằng Chúa dẫn dắt con thuyền hội thánh qua những người Chúa chọn, vì Người đã muốn vậy. Một tháng sau, vào 19 tháng 3 2013, Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô khai mạc sứ vụ tại Roma, Ngài đã ngỏ lời đa ý nói rằng: Chắc chắn Chúa Giêsu Kitô đã ban quyền cho Phêrô, nhưng đừng bao giờ quên rằng quyền hành đích thực chính là phục vụ cách trung thành, cụ thể và khiêm hạ, mà tột đỉnh là noi gương Chúa Giêsu trên thánh giá. Hôm nay, trong nghi thức diễn nghĩa, Đức Tân Giám Mục sẽ được nhận trao nhẫn này, mão này và gậy, vừa tượng trưng cho quyền hành, vừa nói lên trách nhiệm khiêm tốn phục vụ mọi người. Giờ đây chúng ta sốt sắng thông dự vào nghi lễ truyền chức giám mục với tâm hồn tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các mục tử, cách riêng cho vị giám mục thứ 5 của giáo phận Thanh Hóa, để luôn biết đáp lại ơn gọi mục tử với niềm khiêm hạ tín thác vào quyền năng của Chúa trong sứ vụ thả lưới nơi chỗ nước sâu. Amen.